Bên cạnh sức hấp dẫn của trận đấu, dàn quát nóng bỏng của đội tuyển Nhật cũng gây bão trên mặt trận truyền thông. Cùng điểm qua những bóng hồng xinh đẹp của những chàng samurai xanh này. Arina Mano, vợ của tiền vệ Gaku Shibasaki. Gaku Shibasaki hiện đang chơi cho câu lạc bộ Tây Ban Nha Leganés ở vị trí tiền vệ và là thành viên cốt cán của tuyển Nhật Bản. Cầu thủ sinh năm 1992 kết hôn với người mẫu kim ca sĩ, diễn viên Arina Mano vào năm 2018 sau hơn một năm yêu nhau. Arina Mano đã được mệnh danh là thiên thần nội y. Sở hữu chiều cao không quá nổi bật 1m59, Arina Mano vẫn được coi là một trong những ngôi sao quyến rũ nhất Nhật Bản nhờ gương mặt xinh đẹp, thần thái thu hút và thân hình với những đường cong nóng bỏng. Arina Mano từng hoạt động nổi bật ở làng giải trí với vai trò diễn viên, ca sĩ. Arina Mano từng tham gia các phim There's No Easy Job in This World, We Married a Job Romaji. Trong đó cô nổi tiếng nhất khi mà tham gia các tác phẩm phim 18 cộng như là Mina Esperdeo. Sau khi kết hôn năm 2018, người đẹp giảm đóng phim vì thường sống ở Tây Ban Nha cùng chồng. Hiện cô chủ yếu làm nghề người mẫu thời trang. Trên trang cá nhân, diễn viên từng cho biết đặt gia đình trên sự nghiệp. Cô học tiếng Tây Ban Nha để thích nghi tốt hơn với môi trường sống, chăm sóc tốt hơn cho chồng. Arina Mano từng thực hiện nhiều bộ ảnh gợi cảm. Năm 2016, cuốn sách ảnh thứ 9 của cô liên tục được in thêm vì cháy hàng. Người đẹp được mệnh danh thiên thần nội y. Nhiều khán giả cho biết thích vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa gợi cảm của diễn viên. Sau khi kết hôn, cô ngừng phát hành sách ảnh, không còn đăng hình gợi cảm trên trang cá nhân. Airi Suzuki, bạn gái tiền vệ Altanaka. Tiền vệ Altanaka trở thành đề tài bàn tán của công chúng sau bàn thắng gây tranh cãi phút bù giờ giúp tuyển Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha ở lượt trận cuối bảng E World Cup năm nay. Sự tỏa sáng của chân sút sinh năm 1998 khiến cho nhiều người tò mò hơn về anh. Sau khi tìm hiểu, nhiều fan không khỏi bất ngờ trước danh tính bóng hồng phía sau anh, Airi Suzuki. Hồi tháng 3, Airi Suzuki và Altanaka xác nhận hẹn hò. Altanaka thông báo qua kênh trực tuyến, còn nữ thần tượng trực tiếp lên tiếng thông qua blog cá nhân. Airi Suzuki là người mẫu, ca sĩ nhạc pop và là thần tượng nổi tiếng của Nhật Bản. Cô từng thuộc thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hello Project và nhóm Cuter. Năm 2017, nhóm Cuter tan rã và cô đã phát triển sự nghiệp solo. Airi Suzuki sinh năm 1994, hơn bạn trai 4 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại thì ca sĩ đã có 20 năm hoạt động trong ngành giải trí và thu hút gần 800.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Người đẹp cao 1m61 được khen ngợi có gương mặt ngây thơ, xinh đẹp và thân hình gợi cảm. Cô là người mẫu độc quyền của tạp chí thời trang Ray, hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực showbiz. Bên cạnh đó, bạn gái Altanaka cũng đã xuất thân từ một gia đình có truyền thống thể thao khi bố mẹ cô đều là tay golf chuyên nghiệp. Nhiều thông tin cho biết cha của Airi, ông Toru Suzuki, là người giới thiệu con gái mình với Tanaka, nhưng mà người trong cuộc chưa từng xác nhận. Anne Nakamura, bạn gái của hậu vệ Maya Yoshida. Diễn viên kim người mẫu Anne Nakamura là bạn gái của hậu vệ Maya Yoshida. Cầu thủ sinh năm 1988 hiện đang chơi cho câu lạc bộ Schalke 04 của Đức. Tham dự World Cup năm nay, Maya Yoshida là đội trưởng của tuyển Nhật Bản. Chỉ cao 1m61 nhưng mà đổi lại, Anne Nakamura sở hữu số đo các vòng cân đối 82-60-86. Lợi thế ngoại hình giúp Anne được các nhãn hàng ưa chuộng. Cô còn được mệnh danh là thiên thần nội y Nhật Bản. Anne được biết đến với vai diễn viên trong các bộ phim Nhật Bản như là Rubbermaster Sport, Don Quixote, Sudan Sassen, Love Rerun. Dù đã bước sang tuổi 35, nhưng Anne Nakamura và Maya Yoshida vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Airi Taira, vợ của hậu vệ Juto Nagatomo. Juto Nagatomo là hậu vệ tuyển Nhật Bản, bà xã của anh cũng là một tuyệt sắc giai nhân, diễn viên Airi Taira. Airi Taira sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng Nhật Bản. Cô tham gia nhiều bộ phim như là Lời Nguyền 4, Hồi Kết, Sabubo Mask. Cô nằm trong top những nàng waltz gợi cảm nhất đất nước mặt trời mọc hiện nay. Mặc dù Airi Taira lớn hơn chồng 2 tuổi, nhưng mà cô trông rất trẻ đẹp. Cao vỏn vẹn 1m52, nhưng Airi Taira sở hữu số đo 3 vòng như hoa hậu, lần lượt là 86, 56, 86. Sau khi kết hôn năm 2017, Airi Taira lần lượt sinh cho chồng 3 nhóc tỳ vào các năm 2018, 2019 và 2021. Miwa Asami, vợ của tiền đạo Yuza Osako. Người mẫu Miwa Asami là vợ của tiền đạo Yuza Osako, cầu thủ sinh năm 1990 hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Vincent Kobe của Nhật Bản. Người mẫu sinh năm 1988 kết hôn với Yuza Osako vào năm 2014. Hiện cặp đôi có hai nhóc tỳ. Thời gian đầu mới cưới, Asami vẫn ở lại trong nước làm việc. Sau này cô theo chồng sang Đức định cư. Khác với nhiều nàng waltz nóng bỏng khác, Asami sở hữu thân hình cò hương. Dẫu vậy cô vẫn tự tin diện những bộ bikini hai mảnh khoe hình thể.
Ngoài công việc người mẫu, Asami cũng đã lấn sân sang các lĩnh vực diễn xuất cũng như là xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Tuy nhiên sau khi theo chồng sang Đức, các hoạt động trong showbiz của mỹ nhân Cò Hương có cầm chừng hơn. Chúng ta vừa cùng nhau ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp và nóng bỏng của những nàng WASP Nhật Bản. Đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại!